cốm trí não Z-Brain ra đời nhằm cung cấp trực tiếp DHA, tảo xoắn Spirulina nhập khẩu Mỹ. Tảo Spirulina đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất của loài người trong thế kỷ 21. DHA từ tảo Spirulina tinh khiết và cao cấp gấp 4,5 lần so với dầu cá. Với đúng tiêu chuẩn DHA theo tiêu chuẩn WHO khuyến nghị, cốm trí não sẽ giúp kích thích tế bào não khỏe mạnh hơn, tinh thần nhạy bén hơn, từ đó làm giảm thiểu tình trạng thiếu tập trung, học trước quên sau và tiếp thu chậm của trẻ trong học tập. Ngoài ra, cốm trí não Z-Brain còn bổ sung thêm các loại vitamin và vi chất cần thiết giúp trẻ cải thiện khả năng và kết quả học tập toàn diện. Năm nay thì bé Suti nhà thầy Hạnh cũng 11 tuổi rồi và ở nhà thì đôi khi bé cũng mất tập trung và nhất là trong việc học ấy, bé hay quên lắm luôn á, cứ nói trước thì lại quên sau và các thầy cô thì cứ hay nói là trời ơi bé, em mới dạy bé về kiến thức này đầu tuần mà bây giờ hỏi lại bé hoặc con quên mất rồi. Nên là Hạnh cũng phải tìm những cái sản phẩm để hỗ trợ trí não cho bé. Và Hạnh có tìm hiểu thì được biết là cốm G-Brain được sản xuất hoàn toàn nguyên liệu từ thiên nhiên và với thành phần chính là tảo spirulina tinh khiết 100% từ trang trại tảo lớn nhất thế giới tại Hoa Kỳ, đã được nghiên cứu và chứng minh là một trong những loại thực phẩm hiệu quả và an toàn cho việc phát triển não bộ ở trẻ em. Trong đó thì thành phần quan trọng trong tảo spirulina mà não bộ cần như là axit béo không no, omega 3, omega 6 này, hay là vitamin B1, B2, B6, B12 hay vitamin E, chất chống oxy hóa, canxi, kẽm. Và đặc biệt là lượng DHA tinh khiết dồi dào gấp 4,5 lần dầu cá thông thường và giúp cung cấp năng lượng cho não bộ và tăng khả năng ghi nhớ cho trẻ. Sản phẩm cốm G-Brain đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận đảm bảo an toàn và chất lượng. Cốm trí não G-Brain số 1 Việt Nam thì giúp tăng tập trung và cái trí nhớ này, ghi nhớ của trẻ em và khả năng tiếp thu chỉ trong khoảng 90 ngày sử dụng. Nhìn con gái Thế Hạnh tiến bộ hàng ngày thì Hạnh cũng rất là yên tâm. Và ngày hôm nay Hạnh cũng muốn chia sẻ cho các bậc cha mẹ khác cùng biết để có thể giúp con phát triển trí não, tăng cường khả năng tập trung trong học tập một cách tốt nhất. Và Thế Hạnh xin chúc các cha mẹ sẽ có những lựa chọn thật đúng đắn cho những đứa con thân yêu của mình nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.